những kiến thức chuyên sâu về tiền tệ ngân hàng, sự am tường về thị trường chứng khoán, khả năng hoạch định thuế cho một doanh nghiệp, những lựa chọn đầu tư thông minh. Hãy cùng đến với Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và cùng chúng tôi bước chân vào thế giới của ngành tài chính ngân hàng. Tài chính ngân hàng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của mỗi tổ chức kinh tế, dù đó là tập đoàn khổng lồ, một công ty khởi nghiệp, một nhà đầu tư cá nhân hay rộng lớn hơn, một đất nước. Tài chính tốt là lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp lớn, là tiềm lực cho doanh nhân khởi nghiệp, là sự độc lập khi bạn chọn theo đuổi con đường riêng, trở thành một nhà đầu tư cá nhân. Nhưng hơn thế nữa, tài chính là tiền đề để xây dựng nên những công trình, nhà máy, là yếu tố liên quan trực tiếp đến nhiều vấn đề xã hội. Giấc mơ về một quốc gia hùng cường được xây dựng trên một nền tảng tài chính công vững mạnh. Với tầm quan trọng như vậy, ngành tài chính ngân hàng luôn đòi hỏi những nhân lực có kiến thức, có khả năng làm việc, có tư duy phân tích để có thể ứng biến nhanh và hiệu quả. Đến với tài chính ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ có nhiều lựa chọn để theo đuổi và trang bị kiến thức cho bản thân. Những chuyên ngành tiên phong tại Việt Nam kèm theo chương trình đào tạo tiên tiến được tham khảo từ những trường tài chính ngân hàng hàng đầu thế giới sẽ trang bị cho sinh viên để bước chân vào thị trường một cách tự tin, bản lĩnh. Đặc biệt, các chuyên ngành như thuế trong kinh doanh hay quản trị hải quan, ngoại thương là những chuyên ngành độc đáo chỉ có tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, cho sinh viên một lợi thế lớn sau khi ra trường. Nếu là người yêu thích làm việc với những con số, dám đeo đuổi sự khác biệt, yêu thích tìm hiểu về sự vận hành của tiền tệ trong nền kinh tế, thì ngành tài chính ngân hàng đang chào đón bạn bước vào chuẩn bị cho tương lai của chính mình.